Nhân dịp chào mừng lễ Quốc khánh Việt Nam 2 tháng 9 năm 2024, theo lời mời của Tổng lãnh sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Bắc Xê, vào ngày 30 tháng 8, đoàn chư tăng Phật tử thành phố Đà Nẵng do Đại đức Thích Pháp Hiếu, Ủy viên Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam Lào làm trưởng đoàn đã sang tham dự mừng ngày lễ Quốc khánh tại Tổng lãnh sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Dịp này, đoàn đã đến thăm và tặng học bổng đến trường Trung cấp Phật học tỉnh Champasak tại chùa Wat Luang, ngôi chùa có niên đại gần 200 năm. Chùa Wat Luang đóng vai trò là trung tâm quản lý tôn giáo và giáo dục Phật học của tỉnh, trong đó có trường Phật học đào tạo từ năm 1945 đến nay, đã đào tạo gần 700 tăng sinh tốt nghiệp. Đón tiếp phái đoàn có Thượng tọa Phra Asan Sakda Sipadotham, trưởng phòng giáo dục Phật giáo tỉnh Champasak, trụ trì chùa Wat Luang, và cùng tăng sinh trường trung cấp Phật học. Tại đây, Đại đức Thích Pháp Hiếu được sự trợ duyên phát thiện của gia đình Phật tử Dương Thị Lệ đã trao tặng 45 suất quà khuyến học, bao gồm dụng cụ học tập và tịnh tài trị giá 40 triệu đồng. Thượng tọa Phra Asan Sakdam Simadotham tri ân tình cảm của đoàn Phật giáo Việt Nam, hoan hỷ cho biết: "Chúng tôi trân trọng tri ân tấm lòng của quý chư tăng và Phật tử từ Đà Nẵng, Việt Nam sang thăm và tặng quà khuyến học đến tăng sinh trường Phật học Champasak. Đây không chỉ là nguồn động viên khích lệ đến chư tăng siêng năng tu học, gìn giữ mạng mạch Phật giáo, xiển dương pháp học, sự nghiệp đào tạo tăng tài thiêng liêng, mà còn là sự thể hiện tình cảm yêu thương nồng ấm, tình đoàn kết vĩ đại của hai nước anh em Việt Nam Lào. Cầu chúc ngày lễ Quốc khánh Việt Nam 2 tháng 9 đến nhân dân Việt Nam an vui, hạnh phúc." Cuối buổi thăm, sư trụ trì Wat Luang đã tặng quà Phật Pháp và buộc chỉ cổ tay đến quý Phật tử Việt Nam trong lời kinh tiếng kệ Pali, Ngân Giang, chúc phúc đến đoàn được an vui, hạnh phúc. Chiều cùng ngày, chư tăng Phật tử thành phố Đà Nẵng đã đến thăm và chúc mừng ngày lễ Quốc khánh đến Tổng lãnh sự Việt Nam tại Pak Se, Lào. Tại đây, Đại đức Thích Pháp Hiếu tặng quà và gửi lời cầu chúc đến Ngài Tổng lãnh sự Nguyễn Văn Trung cùng kiều bào có ngày lễ Quốc khánh Việt Nam đông vui, nồng ấm, mạnh khỏe và nhiều thành công trong đời sống, tình hữu nghị anh em Việt Lào ngày càng bền vững.